Xin chào cả nhà, chào mừng các bạn quay lại với video của mình trên kênh Eo Gió TV. Ngày hôm nay là ngày thứ tư trong chuyến hành trình đi về miền Tây của mình. Thì hôm nay mình dậy tương đối trễ, đã 7 giờ mấy mới dậy do hôm qua ngủ hơi khuya, cũng hơi trễ. Thì ngày hôm nay sẽ có nhiều câu chuyện thú vị hơn mình muốn kể cho các bạn nghe, cũng như giới thiệu cho các bạn nghe về chuyến hành trình lần này của mình về miền Tây. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Rồi, mời các bạn cùng đi theo mình nha. Mình đang đứng ở khu vườn trong nhà. Thì có rất là nhiều cây các bạn, trong đó cây dừa sau lưng mình là cây dừa nè. Đó, rất là nhiều cây phía sau lưng mình. Phần lớn ở Bến Tre thì người ta vẫn trồng rất là nhiều dừa. Tiếp theo là chuối. Thì cái vườn này là hôm qua mình chặt dừa các bạn, mình chặt một quài dừa ở sau cái vườn này. Đó, mình quay một vòng cho các bạn xem nha. Phía sau lưng mình. Làm thêm một con nữa các bạn. Đẹp hả các bạn? Lên màu đẹp dễ sợ. Đây là con cua, hồi nãy là con cua gạch, con này là con cua cái so. Đó cũng là cua cái so nha các bạn. Còn gọi là con cua cái son. Đó là gái con son các bạn. Là gái, gái 18 tuổi. Đây con cua 18 tuổi các bạn. Mình mở thử các bạn xem nha. Wow. Con cua này thì cái gạch nó không sao, nó không có đỏ nha các bạn, nó vàng vàng. Gạch nó vàng vàng. Gạch nó vàng vàng như thế này nè. Hấp nước rồi ngọt. Ngọt các bạn. Ngọt. Ở cua trên Sài Gòn mình ăn mình không dám hấp cái nước này nha, tại vì nó mình mở ra thấy nó. Thấy nó dơ dơ. Mà lúc nó không được sạch. Mình về quê thì mấy cái này thì ngon lắm. Ngon quá. Quá ngon. Mưa tới rồi. Mưa tới nữa các bạn ơi. Không biết lát nữa. Lát chiều quá. Mình quay lại Sài Gòn. Giờ có mưa như bữa đi không? Ừ, ngon. Đây, mở các bạn nha.
Ê thằng, đi xuống. Đi đâu? Chờ thằng này nó leo lên gì vậy? Đi xuống đi. Mấy đứa nhỏ nó chơi hơi ồn. Quý vị các bạn thông cảm với mình không? Ở dưới quê còn nít đông đó các bạn. Mưa luôn rồi. Chờ dưới mưa luôn. Dưới quê nít đông. Hỏi vui. Làm tới khu mực. Không về cũng phải về. Tại giờ tôi đuổi rồi là phải về thôi. Giờ quậy quá đâu còn chịu nổi nữa. Vào cái nhà mấy khu mực nha. Trắng tinh luôn. Đảo quá các bạn, cái tửa thang mà nãy mình nướng nó còn hiu hiu quá, cái mình cô bỏ khoai lang lên cô nướng, ngon quá trời. Khoai lang có một loại khoai lang màu tím, mình cũng không biết là khoai lang gì, khoai lang giống như khoai lang như ngọc các bạn, nếu không làm thì là khoai lang như ngọc nha, theo hiểu biết của mình. Tuyệt vời lắm các bạn, thơm. Đây, gọi quả khoai lang mà mình mở ra cái nó bốc khói. Đó các bạn, nóng hổi luôn. Rồi. Cái lửa than mà nó còn hằng hằng xíu á, mình bỏ than, mình bỏ khoai lang rồi nướng. Nóng quá các bạn ơi. Rồi mình mời các bạn nha. Mình mời các bạn. Nóng quá. Nóng cũng ngon mà. Đúng rồi. Nóng các bạn. Ngon lắm nè. Đây là đứa em của mình. Nó tên là Ba Mì. Nhà bán bánh mì, đập bánh mì luôn các bạn. Bánh, à, ăn miếng không? Hai. Ăn miếng mà các bạn. Nóng các bạn. Bốc khói rồi. Không biết trong camera bạn thấy bốc khói không? Bốc khói đã bạn. Trời mới mưa không, chờ mới vừa mưa xong quất có hoàng. Bạn hôm nay là ngày cuối cùng mà mình ở khu vực miền Tây này, thì mình tranh thủ còn một ngày cuối mình sẽ đi ra ngoài vuông bắt tìm một số con cá hoặc cua tôm gì đó cho các bạn cùng xem. Mời các bạn cùng đi theo mình nha. Đây là con đường đi ra ngoài cái vuông các bạn, đứng con đường làng. Mọi người đang đi phía trước rồi. Đó, rất đẹp những con đường làng quê hương. Buổi sáng ở quê thì tương đối mát mẻ các bạn. Phía trước có một anh đi cắt cỏ các bạn. Dạ. Cỏ đó thường mấy anh sẽ đi cắt về cho bò hoặc cho dê ăn. Đẹp lắm các bạn. Yên tĩnh thanh bình, cảm giác rất là bình yên, quên hết mọi ưu phiền ở Sài Gòn luôn các bạn. Nếu các bạn có thời gian xin hãy một lần thử đặt chân đến vùng đất miền Tây để tham quan vùng đất phù sa này, rất tuyệt vời. Quá bạn, nãy giờ mọi người đi trước cái mình đi sau, mình quay mấy vài cảnh đó, đi sau
chạy theo mệt quá. Rồi chỉ còn khoảng 100 mét nữa là tới khu vực vuông. Mời các bạn cùng theo mình nha. Rồi. Dạ chào cô Năm, Dương Năm. Dạ. Dạ chiều nay con đi. Dạ. Đi mấy tiếng thì tới cảng không? Chắc con đi 3 tiếng rưỡi á Dương Năm. Dạ. Con đừng lai chim dưỡng vô rồi nghe. Dạ. Dượng Năm với cô Năm cũng gần nhà mình các bạn. Dạ, dễ thương lắm, ở dưới quê dễ thương lắm. Dạ. Các bạn ăn cua tôm là ghé gì Năm Dượng Năm mua. Đi các bạn. Còn khoảng 100 mét nữa là chúng ta tới khu vực vuông rồi. Thì ngày hôm nay trời mới vừa mưa xong lúc nãy á. Mưa vừa xong thì cái đường nó tương đối là sình lầy chút xíu. Bình thường á thì mình sẽ chờ nắng thì dễ đi hơn nhiều. Không có sình lầy như thế này. Chờ nắng với lại chờ nắng có thể đi xe được. Nó không có bị trơn. Còn mới vừa mưa xong như thế này á, nó bị trơn dữ lắm. Đi xe dễ chở bánh xe nên mấy anh em mình quyết định là sẽ đi bộ. Cũng không xa nhà là bao nhiêu các bạn. Đi khoảng 5 phút là mình sẽ tới rồi. Không có xa lắm. Đó, như các bạn đang thấy cảnh vật bao la mở ra trước mắt chúng ta, bao la bát ngát. Vẫn là một cái gì đó rất là gần gũi, rất gần gũi với người dân Việt Nam mình. Ây da các bạn ơi. Té các bạn. Quay qua lại không đi á, mình xình trơn nữa. Đó. Hôm nay hy vọng chúng ta cũng sẽ bắt được rất là nhiều sản vật của miền Tây mình, đặc biệt là vùng quê hương thành phố Bến Tre. Thì để xem hôm nay chúng ta có may mắn hay không. Rồi, mời các bạn cùng theo chân mình nha. Hôm qua anh đi mình không biết chài á, chài không được gì hết. Hôm nay mình có rủ theo một người anh ở góc Bến Tre mình luôn. Đó. Ảnh quăng cái nào là nó cũng tương đối ngon hơn mình nhiều nha. Rồi mình đón xem mẻ chài đầu tiên sẽ có gì nha các bạn. Mẻ chài thứ hai các bạn. Mình hy vọng là mấy chai này sẽ vô được nhiều hơn. Mấy chai đầu tiên nãy không có vô được nhiều nên mình không có quay luôn. Đó. Cô Ba kìa. Cô Ba ơi. Bắt cá hả cô Ba? Dạ. Cậu Ba ngày hôm qua chài cho mình đó các bạn, đang bắt cá bắt dợp ở phía mé sông ở đây nè. Không biết mình quay các bạn có xem được hay không. Đó cậu Ba với lại con trai cậu Ba. Mình đi xuống cái cống này mình quay cho các bạn xem. Wow. Cậu Ba đang đặt cái 12 cửa ngục các bạn. Rồi có con cua vô kìa các bạn. Hai ba con luôn. Hai con luôn hả cậu Ba? Ôi. Dạ. Không có bạn của nhị. Dạ đang chạy á các bạn. Dạ cua đó cua cái hả các bạn, thấy có gạch luôn hả các bạn ơi, gạch luôn quá luôn. Cua nó ngon quá trời các bạn, cua này là cua thiên nhiên luôn các bạn, thêm con nữa kìa, quá trời. Có bắt có gạch dập không hiểu. Có dạo không? Có luôn hả? Mình lội ra. Để mình coi coi có bỏ gì trong hộp trong túi không. Wow. Sâu quá bạn. Này thường mình đặt mấy ngày mình mới dở cơ qua. Ngày nào cũng dở. Dạ. Ai da.
À mấy bịch dợp luôn. Cho anh mượn con heo. Mượn cua cái. Con cua này cũng ngon quá chừng. Cua cái thì thường nó sẽ không có to lắm các bạn. Con này của ba nói là 350 đến 400 gram. Đó. Cái gạch nó đưa mà nó mô cái mu nó ra ngoài luôn. Quá đã các bạn. Quả đi cạo dọc. Dạ, thành quả đi cạo dọc nè. Nãy giờ đi được mấy tiếng rồi các bạn? Đâu quá, 15 phút rồi. Ôi. Mới ra chừng có 15 phút thôi các bạn mà đã vô hai con cua. Mới dọc. Giờ mình đi tiếp nha. Giờ đi đâu rồi? Hiệu đi gỡ tiếp hả? Đi cào tiếp hả? Con gì các bạn? À ồ cái lỗ. Cái lỗ cua nó cắn các bạn. Nó chạy ra ngoài hết trơn rồi. Dạ. Chẳng lẽ là dở hôm qua mà cô ba lười á. Cái 12 cái ngục nó bị gắt rồi. Em ba Hiệu thì đang gặt dợp ở trên mé. Dạ, chắc nó ra hết trơn rồi. À dạ. Giờ có ba giá rồi luôn hả? Hay đem lên? Dạ. Giờ cô ba sẽ giá níu lại đỡ một xíu xong mình đặt lại. Bữa nào mình rảnh thì mình đem lên mình sửa luôn một lần. Em Ba Hiệu là con trai của cậu ba các bạn. Thanh niên miền Tây sông nước. Cho nên mấy cái nghề này là các bạn nó giỏi lắm. Rồi, để mình quay sơ về cái đập ở khu vực chỗ cái vuông của mình cho bạn xem nha. Quay một vòng. Cái đằng kia là cái một cái miệng cống của cái vuông mà người ta la nuôi tôm nuôi cua các bạn. Thì cái cống đó nó sẽ thông ra với sông chính này, cái đập chính này. Thì để người ta lấy nước vô lấy nước ra. Hiện giờ thì họ đang muốn giữ nước lại cho nên họ chặn cái cống lại. Khi nào mà họ sổ đục giống như bữa đầu tiên mà mình xuống á thì họ sẽ tháo hết nước ra để cho nó cạn đáy luôn. Rồi tôm cá nó ra theo. Đó thì mình sẽ thu hoạch từ đó. Hoặc là mình xuống mò. Như cái vuông của nhà mình cũng có một cái cống như thế này. Có một con ba khía đang nằm các bạn, mình quay cho các bạn xem nha. Mình không phải dân địa phương mà không dám đi nhanh. Ở dưới đây thì nó cũng nguy hiểm lắm. À. Bạn thấy bạn khí đang nằm không? Đó, thấy mình nó đầu nó mò vô các bạn. Đặc sản của thành phố Bến Tre mình cũng là món mắm ba khía nha các bạn. Ngon lắm, ai mà biết ăn mắm thì mắm ba khía là đặc sản luôn các bạn. Con ba khía này mình làm được nhiều món lắm. Làm mắm nè. Rồi mình nấu canh chua ba khía nè.
nhắc lên những món này là bắt đầu cảm xúc dâng trào. Đây mình quay cái miệng cống cho các bạn xem nè, giống như cái đường hầm vậy các bạn. Đi đây mình phải cúi người xuống á, như cái đường hầm đó các bạn. Chân mình đang bị đau á, mình không có đi theo cậu ba bắt cua với lại lọc dợp được, cho nên nãy mình xuống mình quay chút xíu cho các bạn xem thôi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại vuông và tiếp tục với câu chuyện chài cá. Thì nếu mà chài được cá thì mình sẽ bỏ vô lòng cua tiếp tục như hôm qua để mình bắt tiếp tục cua, còn không chài được cá thì sẽ có phương án khác. Nãy giờ chài ở đây không có con cá nào các bạn, 4-5 mẻ chài rồi không có con cá nào hết, thì để mình qua thêm một khu vực khác cũng là vuông của nhà mình thôi, chài xem có con cá nào không, hoặc là có một con gì đó đặc biệt thì mình sẽ quay cho các bạn xem đó. Như hôm nay là nước cạn nè các bạn, thì người dân địa phương sẽ có dịp để chúng ta đi mò, đi bắt những con ngoài rạch. Còn nước lớn thì khó bắt lắm, nước lớn thì hầu như là không bắt được đó. Không, cái video hôm trước mình quay cho các bạn xem thấy nước lớn à, nước lớn dâng lên rất là cao. Từ vị trí nước lớn, vị trí nước cao thì nó chênh lệch đâu khoảng đến 3 mét, 3 mét các bạn lên xuống khoảng 3 mét đó. Khi mà nó rút cạn đáy luôn, còn khi nó lên là lên tràn bờ đó. Miền Tây sông nước mình là như vậy. Rồi mời các bạn đi theo mình qua khu vực tiếp theo để mình quay xem có chà được mẻ nào thêm nha. Mời các bạn. Có không vậy? Heo. Heo rồi. Nó nghe nó trốn hết. Dấu sắc hả? Dấu sắc là heo chấm rồi. Hy vọng ở mấy chài này chúng ta sẽ có nhiều thứ hơn các bạn. Chào ba ba. Đổi tay đi. Con còn cá phi các bạn. Một con cá này thì mình sẽ bỏ được, mình cắt nhỏ em rõ được 2 lồng. Với lại nãy giờ cũng chài được ít cá rồi các bạn. Con cá này, cá này cá gì anh? Cá bóng cát. Cá bóng cát. Đây là cá bóng cát nè các bạn. Cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy con cá này. Lần trước á mình về mình thấy con cá bóng tượng. Cá bóng tượng thì nó to, mà cái dáng nó cũng giống như trang vậy nè các bạn. Rồi này là con cá kèo sông. Ủa kèo sông mập quá các bạn. Ở dưới Sài Gòn á mình ăn mấy con cá kèo mà nó ốm á, dài dài ha. Trên về tới miền Tây thì cá kèo nó to, to lắm. Rồi tiếp tục nào. Cũng có thể là hôm nay mình đi tại mình ồn quá. Thường thì mình đi văng cái này là các bạn phải nhỏ 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 thôi, thì cá nó không có sợ, nó chạy. Có thể mình do mình hơi ồn, đi hơi đông các bạn. Chưa thấy nhảy gì các bạn ơi. Tôm càng.
con tôm càng các bạn. Ôi con cua chết rồi. Chết cua. Chết thịt nè. Có lẽ hả? Rồi giống luôn. Rồi sẵn các bạn nhìn mình hướng dẫn lại lần này sẽ là đúng hơn các bạn. Đó. Bánh mì ra có mì. Để cho mọi người thấy. Đó, anh nắm cho mình luôn các bạn. Mình chỉ thử thôi. Mì đúng ra mì. Rồi, cầm cho đây cái. Rồi. Rồi. Này bắt vô trong. Thẳng thẳng ra. Rồi. Rồi rồi rồi, rồi chia tới đưa cái chuột vô đây, được chuột không xương xuống. Rồi, anh ngậm cái mí chài dưới này đi. Rồi anh cuốn vô. Cuốn vô. Cuốn vô. Rồi. À, hy vọng nay có chuyên gia thì mọi thứ sẽ tốt hơn các bạn. Chứ mọi khi là mình chất quá không á. Rồi, rồi 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 được rồi. Rồi. Rồi, cầm cái ngón tay, đưa ngón tay. À, đây. Rồi. Hôm qua mình thiếu cái này các bạn, hôm qua mình bỏ cái này bỏ đất luôn. Rồi. Hôm qua mình thiếu đặt cái này móc vô móng tay của mình. Mà mình nghĩ mình ồn quá chả nó chạy hết rồi. Rồi. Thử nữa các bạn. Cái tay trái quăng ra trước các bạn. 1 2 À. Không sao các bạn. À. Ây da, chết rồi, đọc có thể gửi tranh này. Đổ máu luôn các bạn ơi. Không sao. Đau quá. Này mình tái thiền không có diễn nha các bạn. Đổ máu các bạn ơi. Mà, hy vọng mình sẽ xứng đáng với cái những gì mình bỏ ra. Nhưng mà không biết nãy là mình té xong á, mình không biết là mình có chạy nó có tròn hay không. À, chết rồi, dướng rồi. Dướng rồi luôn rồi. Mình đang đeo cái mic các bạn, mình không có lậu xuống được. Giờ anh Phương lậu xuống anh rò coi có dướng gì không. Mà không thấy nhúc nhích gì rồi các bạn. Không có nhúc nhích gì. Vô. À. Té thiệt luôn á. Té này đau hôm bữa nữa. Không sao các bạn. Tiếp tục. Ôi. Đẹp quá, cái này đẹp nha. Mình nghĩ cái này là có cá. Mình nghĩ cái này có các bạn. Cái anh nó chài, anh cũng cảm nhận được là con cá nó giật chài rồi các bạn. Thời tiết hôm nay cũng tương đối mát mẻ chứ giờ này mà mình ra đồng giờ này á các bạn, nắng cháy đầu luôn, bể đầu luôn á. Lên. Có gì không? Chạy ra các bạn ơi. Chạy ra rồi. Ồn quá, thôi giờ mình nói nhỏ nhỏ xíu. Cái nhỏ không à. À. Cái này cũng không cua được. Ít rồi các bạn. Cá phi. Bé. Cá phi các bạn, bé xíu à. Chắc mình thả lại quá. Thả lại ha. Ây da. Ây da, ây da. Ui. Chưa xuống hang các bạn ơi. Ui. Thả lại các bạn. Nhỏ quá. Ây da. À, mệt quá các bạn ơi. Chài không có con nào té không à.
Cái chài các bạn, mình chài mình cũng phải gỡ ra cho nó bung hết thì nó mới tròn được. Mà nếu mà mình lỡ mình không thấy hoặc là mình lười lười xíu á, mình để đại quan đại thì nó cũng sẽ không có bung nha. Đó, những cái chài chắc chắn là hầu như là không có cá, khả năng cao giống như mình vậy đó bạn, dấu chấm, dấu sắc, dấu quyền, chữ y đồ là không có cá. Chữ y nữa hả? Rồi. Trời hôm nay cũng không nắng lắm. Không nắng lắm các bạn. Thì hy vọng là lát nữa mình về thì trời cũng sẽ đẹp như thế này, vừa đủ râm râm để mình chạy về từ thành phố từ thành phố mình về lại Sài Gòn thì nó cũng trời nó cũng sẽ mát mát như thế này, không quá nắng, cũng như không có mưa sập mặt như hôm bữa đầu tiên mình đi. Rồi lên, không thấy quẩy gì hết các bạn ơi, không thấy quẩy, không có. Mình nghĩ là cũng phải canh theo cái giờ cá đi ăn hoặc là cá nó vô hang. Nó giống như hôm qua thì cái buổi trưa trưa chiều chiều sau cái giờ ngọ đi, 6:12 đi thì cá cậu ba quăng cái chài nào hầu như cũng có rất là nhiều cá. Còn bây giờ ở sáng á, kiểu như nó chưa có đi ăn, các bạn nó ở trong hang. Tiếp tục mình sẽ thử thêm vài chài nữa. Với lượng cá này á, hiện tại mình chỉ mới đặt khoảng hai lồng thôi. Cho nên sẽ kiếm thêm khoảng vài con cá phi to to. Ây da. Vài con cá phi to to. Giống hôm qua mình cắt ra được 3-4 khúc á thì mình đặt lồng lại. Nặng lắm các bạn, cái chài nó nặng lắm các bạn. Không nhẹ đâu, nhìn nó đơn giản vậy, thật ra rất là nặng. Không có chịu nhả đâu. Rồi. Quay không? Dính không? Dính nhưng mà nhẹ các bạn ơi. Giống như nhấp vô một cái ra liền. Mấy con này cắn là bỏ càng á. Cái này là hồi nãy chài té các bạn. Chứ nãy nó mới kẹp mình đây nè. Ngay ngón ngút rồi, không sao. Thường thì dính cua vô chài khó gỡ lắm các bạn. Dừng địa phương. Anh lặn cái chài cho nó cái mình nó ra. Dừng địa phương này chứ cũng phải khó khăn các bạn, không dễ đâu. Sao cái này nó để thấy. Đó. Anh bắt giờ vậy. Lấy tay đi nó cắn bỏ càng á. Vô vô. Cua cái, cua đực. Các bạn. Cua này thì chắc là mình thả lại thôi. Thả lại các bạn. Mình thử lại một cái nữa xem thế nào các bạn. Rồi, lên. Bắt chài. Mình cũng bắt đại thôi các bạn. Rồi, bóp này nè. Rồi bỏ cái tay này ra đi, bỏ tay. Bỏ tay này ra. Rồi, bóp này nè. Bóp đây. Rồi, bắt mấy chài đi. Mấy chài. Để xuống dưới đi để họ nó mỏi tay. Ơi. Rồi. Rồi. Chết rồi các bạn. Rồi. Mình đi chài mà phải tốn thêm 2 công vậy thì sao mà có cá ăn các bạn. Bỏ dép đi các bạn, an toàn. Bạn mình nghĩ cái này ok nha các bạn. Ngu tới đâu học lâu cũng biết các bạn. Chờ. Ngon lành nha các bạn. Không té nha mày.
vấn đề là phải hai người mình mới làm được, bạn còn mình chưa làm được. Chài tốt hơn rồi nhưng mà duyên chưa đến, không khả quan đó các bạn. Chúng được vài con cá nhỏ thôi, không được nhiều lắm, cũng không như hôm trước mình ghé nhà bà nội của chú Chính. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên. Thank you.
nóng quá bạn ơi, rửa mặt nước mát quá, đây đây nước là nước sông quá, nó ra vô nên cũng thoải mái các bạn, không có sạch, không có sạch, không có dơ. Rồi lên đường, tranh thủ chờ mát mình ra mình chèo ghe lên trên phía trước xem có quay gì được cho các bạn xem hay không. Rồi mời các bạn cùng theo mình nha. Về miền Tây thì đâu đâu cũng là sông là nước các bạn, nhiều lắm, đâu đâu cũng là sông là nước. Mỗi cái vùng miền á nó sẽ có một cái đặc điểm về địa hình địa lý nó khác nhau đó, cho nên chúng ta có thời gian hãy dành thời gian cho bản thân và gia đình mình, dẫn gia đình đi du lịch, đi ngao du đây đó. Cuộc sống mình ngắn ngủi lắm các bạn, tuổi trẻ trôi qua rất là nhanh, cho nên và đặc biệt là sức khỏe nữa các bạn, có lúc á không phải cứ cố làm để kiếm thật nhiều tiền để hy vọng này sau này cuộc sống mình sẽ thay đổi nhiều hơn, có điều kiện hơn thì chúng ta mới đi du lịch, có điều kiện hơn thì chúng ta mới dành nhiều cái chi phí cho bản thân hoặc là tự hưởng thụ đó. Nhiều người sẽ nghĩ như vậy, nhưng đôi lúc khi các bạn đã có tiền rồi thì sức khỏe sẽ không còn, cho nên cứ đi chơi thoải mái. Rồi bây giờ mình sẽ chèo về phía trước. Mình cũng không phải là người giỏi chèo ghe các bạn, nên đôi lúc cái đường chèo nó không được đẹp cho lắm. thằng nhỏ nó nhắc lại nãy mình chèo mình chạy lưới té các bạn, nó chọc mình các bạn. Vui chứ. Rồi. Chèo ghe này cũng giống như tập tài các bạn, không có nhẹ đâu. Các bạn chèo một mình thì nó sẽ nhẹ hơn, nhưng mà nếu mà chúng ta chở đồ rồi chúng ta chở người nữa thì nó cũng sẽ nặng á. Ngày hôm nay mình chèo được những này là tốt hơn thời gian trước nhiều rồi. Lúc mà mở xuống miền Tây á, mình không có biết chèo đâu. Chèo nó chạy vòng vòng vòng. Ở cái vuông này các bạn, thì khu vực thành phố Bến Tre á, thì họ kết hợp giữa trồng lúa và nuôi tôm cua luôn, trên cùng một cái vuông luôn. Ở những vị trí trồng như ở giữa thì người ta sẽ trồng, còn ở những cái đường len như nè, hai bên hông mà cặp mé bờ á, thì họ sẽ đào sâu xuống chút xíu và họ đắp lên ở giữa. Thì ở giữa thì chúng ta sẽ giống như cái cù lao các bạn, ở giữa giống như một cái cù lao vậy đó, thì đất nó có để chúng ta trồng lúa. Còn ở hai cặp mé thì cái rãnh nó sâu hơn thì chúng ta nuôi tôm nuôi cua. Hiện tại là mới ươm các bạn, mới ươm lại thì cái mật độ nó sẽ dày hơn. Sau khi mà ở đầu nó cái lúa nó đến ngày đến giờ để chúng ta cấy rồi đó, hiện tại ở đầu người ta cấy đó nó rộng ra. Chèo không khéo vô cái lúa nó bị đổ sập hết xuống thì nó hư hết lúa các bạn, cho nên ở những cái chỗ này mình chèo từ từ chậm chậm vậy thôi, để mình chèo chậm thì mình dễ chỉnh hướng lái nó hơn.
đó, mình chèo gần lại cái bãi lúa này cho các bạn xem nè, đẹp lắm các bạn, đẹp lắm đó, bạn thấy hình không? Mình nhìn thấy phía trước có hai con vịt, không biết là con vịt của nhà mình luôn hay là vịt của nhà hàng xóm nó qua đây nó chơi. Đó, mình chèo gần lại cho các bạn thấy lúa rất là đẹp. Thằng nhỏ ở nhà nó lanh các bạn, nói nhiều lắm, mới là đang tuổi lớn á, tuổi để nó học hỏi á, thì mình nói gì cái nói theo đó, có gì các bạn thông cảm nha, vẫn đi theo cho vui các bạn. Vịt chạy đâu rồi? Ở đây ăn vịt rồi. Rồi ở đây mình sẽ vòng qua bên kia mình chèo về. Rồi thôi quay lại nha. Trời cũng không có nổi nắng lắm, nhưng mà gió thổi thì mát đó các bạn. Mình đang ở dưới mặt nước á, khá là mát. Mình nãy giờ cũng đi được ít rồi, bắt được không được nhiều như hôm qua, cũng vừa phải thôi. Nhưng mà đây cũng là như là lần cuối cùng mình quay lại vuông này trong chuyến hành trình 4 ngày của mình tại miền Tây sông nước. Thì tạm biệt đây, thì mình cũng sẽ tạm biệt tất cả mọi thứ ở đây. Tạm biệt những cánh đồng, tạm biệt những dòng sông để quay về lại với Sài Gòn. Và trước khi về thì mình sẽ có một vài điều chia sẻ với các bạn. Rất tuyệt vời với chuyến đi này các bạn. Chuyến đi này rất tuyệt vời đối với mình. Thì sắp tới mình sẽ có những cái chuyến đi khác, đi xa hơn, có thể là đi ra khuế miền Trung, hoặc là đi xa hơn nữa là ra ở miền Bắc hoặc là biển đảo. Thì sẽ có nhiều video clip hơn cho các bạn cùng xem. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời đi về dùng bữa cơm trưa, sau đó khoảng 3 giờ thì mình sẽ trở về Sài Gòn và kết thúc video về hành trình về miền Tây 4 ngày của mình. Rồi giờ chúng ta xin về, sẽ về nha. Rồi chúng ta đi về nè các bạn.
Trưa nay thì cả nhà mình sẽ dùng lẩu cá kiền các bạn. Rất là ngon. Tuyệt vời luôn. Lẩu cá kiền này hôm bữa mình bắt được con cá kiền ở ngoài vuông các bạn, cá mà dài dài to to. Đó, cái mình hôm nay mình mới nấu nữa các bạn, lẩu cá kiền tuyệt vời luôn. Chung với tôm sú. Ăn chung với lại khổ qua. Đó, rau. Mới vừa ra thêm món mới nữa là cá kiền chiên nữa các bạn. Quá trời ngon luôn. Tuyệt vời. Mời các bạn cùng dùng buổi trưa với gia đình nha. Mình vừa về nhà tắm xong thì bây giờ mình có một cái món quà nhỏ muốn gửi tặng cho gia đình mà mấy nay mình ở được tá túc các bạn. Cô chú đã cho mình tá túc và ăn rất là nhiều món ngon như đặc sản của vùng quê, cũng như cho mình quay video tại nhà, sinh hoạt tại nhà của mình. Thì đó là cái điều rất là biết ơn cô chú ở thành phố Bến Tre của mình. Thì mình có một chút quà nhỏ, muốn đi mua một chút xíu quà nhỏ để gửi biếu cho cô chú, để cô chú dùng sinh hoạt trong nhà thôi, cũng không có gì nhiều. Thì mình chạy lên tiệm hóa mình mua một ít đồ. Rồi, mời các bạn cùng đi theo mình mua đồ nha. Mình sẽ quay cho các bạn xem một cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ ở vùng quê. Cũng bán đầy đủ hết tất cả các loại đồ dùng của nhà luôn các bạn. Bán đầy đủ luôn á. Tạp hóa này cũng thuộc dạng tạp hóa lớn á, không nhỏ đâu. Dạ. Bạn nào về Sài Gòn? Dạ em ở Sài Gòn. Em ở thành phố Thủ Đức, thành phố mới á. Không, hồi lúc nó không có thành phố Thủ Đức, lúc đó có quận 2, quận 9 với là Thủ Đức nó gom lại. Bây giờ nó thành lập một cái thành phố, rồi thành phố Thủ Đức ba thằng đó, còn quận 2, quận 9 nó xó sổ hết trơn rồi. Dạ, là giờ em gom lại là nằm trong thành phố Thủ Đức. Không, cũng ngoài rìa thôi, trung tâm nhà giàu ở hết rồi. Dạ, không có mở nhà nhà dưới sàn vậy, nhưng mà ở trong hẻm. Dạ. Dạ, về nghỉ lễ giờ hết lễ rồi. Dạ, mai thứ hai rồi. Mấy anh chị dưới quê thì cũng thân thiện đó các bạn. Rất là dễ thương, ai cũng dễ thương hết trơn hết. Đó, đây là khu vực ở ngoài lộ. Mình quay vào cho các bạn xem nè. Tiệm tạp hóa Phước Loan. Tiệm tạp hóa Phước Loan các bạn. Nằm ngay chỗ ngã tư của cái chợ á, chợ An Quy thì phải, nếu mình không lầm. Theo mình thấy lúc đầu mình tưởng là tạp hóa nhỏ, nhưng mà mình nghĩ là tạp hóa là lớn, hoàn khá lớn á. So với cái vùng hiện tại quê ở đây thì tạp hóa này lớn lắm. Rồi, mời các bạn cùng mình đi theo mình bên trong nha. Bán đầy đủ tất cả các loại mặt hàng luôn. Có đầy đủ các loại bánh kẹo và những cái đồ dùng ở nhà của mình. Dạ, Eo Gió TV. Dạ, cái gì chị ủng hộ em nha. Tiệm tạp hóa lớn lắm các bạn. Rất là nhiều, đầy đủ mặt hàng luôn. Không thiếu gì hết trơn. Như là một siêu thị luôn các bạn. Đôi lúc lớn hơn những cái tạp hóa trên Sài Gòn nữa.
Đây nè các bạn, nãy giờ mình đi một vòng thì mình lựa được một số cái đồ dùng trong gia đình. Đây, bột giặt. Mình mua ít bột giặt. Giặt thì mua 3 túi. Đây. Để dùng trong gia đình thôi các bạn. Rồi nước tương. Dầu ăn. Nước mắm. Rồi bánh bía. Bánh bía, bánh bía. Đó, ở dưới là mình có mua một ít dầu xả đao ni. Đó. Để biếu tặng cho gia đình của cô chú. Cái này thì mình dễ dùng các bạn. Chắc chắn là sẽ dùng được. Giờ mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình quay lại Sài Gòn các bạn. Sau 4 ngày dạo chơi ở khu vực miền Tây sông nước, mà chính xác đó là thị trấn Thành Phú, tỉnh Bến Tre, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại Sài Gòn. Hành trình này dự kiến khoảng 3 tiếng rưỡi, thì mình sẽ mời các bạn cùng mình đi trên cuộc hành trình của mình quay về Sài Gòn nha. Rồi, trước khi đi thì chúng ta xin gửi lời cảm ơn rất nhiều đến gia đình cô chú đã cho mình thời gian 4 ngày rất tuyệt vời, 4 ngày nghỉ tại gia đình cô chú rất tuyệt vời. Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ có nhiều video thú vị hơn. Và giờ đây quay trở lại với chuyến hành trình trở về Sài Gòn, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thôi nào, come on! Thời tiết bây giờ đang là khá là mát mẻ. Hiện tại mình đang di chuyển và thời gian là 3:30. Thì dự định là sẽ đến Sài Gòn trong khoảng 6:30. Hy vọng là sẽ đi trong vòng 3 tiếng hơn chút xíu thôi. Giờ thì khá đẹp, thời tiết đang rất ủng hộ cho chuyến hành trình quay trở lại Sài Gòn của mình. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Rồi ở vùng quê thì trồng khá nhiều cây, mát mẻ các bạn. Xung quanh đường phố nhưng mà cũng rất là vắng, không quá đông đúc, không quá kẹt xe các bạn. Sau chuyến nghỉ 4 ngày ở miền Tây sông nước này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều năng lượng cho một hành trình tiếp theo sắp tới của chúng ta. Thị trấn Thành Phú này thì nó nằm cách biển cũng khoảng 50 cây nữa đi ở dưới. Hy vọng là đợt sau mình về mình sẽ có dịp chạy xuống biển Thành Phú để mình quay những video và các phim về biển Thành Phú để gửi đến giới thiệu đến quý vị anh chị em và các bạn về biển Thành Phú. Biển Thành Phú thì sẽ không có đẹp, nước cũng không có trong lắm như những khu vực biển khác. Nhưng đây cũng là một trong những điểm du lịch về biển khá là nổi tiếng ở khu vực miền Tây chúng ta. Nhiều anh chị em du lịch miền Tây thì cũng rất là thường hay đi biển Thành Phú, tại vì mặc dù biển không có đẹp lắm nhưng hải sản rất là tươi và rẻ. Cái độ rẻ của nó thì nó có thể nói là rẻ hơn cả biển ở Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên bà con miền Tây của mình về đây du lịch ở biển Thành Phú cũng rất là nhiều. Đây mình đi đến bến xe của Thành Phú các bạn, bến xe Thành Phú ở đây. Chạy đến chỗ cổng chào của huyện Thành Phú rồi các bạn. Huyện Thành Phú, hẹn gặp lại quý khách. See you again Thành Phú. Và mình cũng xin gửi lời chào tạm biệt đến anh em Thành Phú, bà con Bến Tre luôn nha. Hẹn gặp lại
các bạn trong một kỳ gần nhất. Mình sẽ quay trở lại và làm những video về trải nghiệm miền Tây sông nước thú vị hơn. Đặc biệt sẽ là một lời hứa dẫn các bạn đi về biển thành phố với rất nhiều sản vật cũng như hải sản biển rất đặc biệt hấp dẫn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình quay về Sài Gòn. Rồi đường ở đây bắt đầu láng thì chúng ta sẽ chạy nhanh tí xíu để giảm thiểu cái lượng đường mà cái thời gian mà chúng ta đã chạy ở cái đường xấu các bạn. Đi thôi. Mình chạy được lúc thì bây giờ đã đến huyện Mỏ Cày của tỉnh Bến Tre rồi các bạn. Ở huyện Mỏ Cày này mình thấy khá là phát triển các bạn. Nhà san sát nhau. Cũng không khác gì ở trên Sài Gòn của mình, những con đường trên Sài Gòn của mình. Đặc biệt đây là giờ tan tầm nữa, buổi chiều nữa thì bà con cũng đi chợ, đi ra đường rất là nhiều. Mình thấy cũng phát triển lắm. Có đầy đủ tất cả các cơ sở hạ tầng, từ ngân hàng, bách hóa xanh đó, ở đâu cũng khang trang hết các bạn. Đường phố thì láng ho sạch sẽ đó, điện máy xanh nữa các bạn, đủ hết. Đi được khoảng nãy giờ mình đi lúc 3:30, bây giờ là 4:18 rồi, đi cũng được 45 phút rồi các bạn. Đó, cầu Mỏ Cày nè. Đang sông này rất là đẹp nè các bạn, sông đẹp lắm. Đó, có một cái bờ kè đi mới làm đẹp ghê các bạn. Sông khá rộng, nước sông vẫn là đậm màu phù sa. Ngã ba này thì ban ngày có quán cà phê, mọi người ra ngồi đông lắm. Có gốc cây các bạn, mát lắm, mát cây vàng to rồi to. Đi đến Mỏ Cày thì chúng ta cũng đi được gần như là 1/4 đường để về đến Sài Gòn đó các bạn. Từ đây đến thành phố Bến Tre là còn nửa đường nữa. Và phần còn lại là 2/3, từ thành phố Bến Tre về đến Sài Gòn sẽ là 2/3. Chúng ta đi được 1/4 đoạn đường rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Thank you.
ở đây hiện tại là địa phận thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tình trạng kẹt xe bắt đầu hùng bấn nữa các bạn. Hôm nay chủ nhật cuối tuần nên bà con cũng quay lại Sài Gòn rất là nhiều. Mình đang đi trên đường Nguyễn Thị Thập của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Nãy cái đoạn cái hướng đường bên kia lên cầu Đặc Biểu hoàn kẹt xe quá chừng luôn, xe tải xếp hàng dài luôn, cỡ 2-3 cây á. Đến đoạn này thì đoạn ngã ba phía trước nên tình trạng kẹt xe lại xuất hiện bên đây. Rồi anh em Tiền Giang mình chào nhau một cái nha. Anh em nào tỉnh Tiền Giang cho mình xin một comment nha. Tiền Giang cũng là một trong những tỉnh có tài nguyên cũng như đặc sản về trái cây rất là ngon các bạn. Trái cây Tiền Giang số 1. Đến ngã ba này là mình quẹo trái thì quay trở lại quốc lộ 1A để đi thẳng lên Sài Gòn. Xe máy mình còn di chuyển được chứ ô tô là đứng yên luôn rồi các bạn. Đó, ngay ngã ba này cho nên nó kẹt xe các bạn, đèn đỏ còn xanh nè, xanh đỏ. Qua được khúc này là hết kẹt rồi. Hồi chiều mình đi ra vuông xong, về nhà ăn cơm vuông xong mình cũng ngủ được giấc, cho nên bây giờ tinh thần và sức khỏe cũng khá là nhiều năng lượng để chuẩn bị cho cái hành trình quay trở lại Sài Gòn các bạn. Thường mà chờ xế chiều như này chạy xe thì sẽ rất là dễ buồn ngủ. Đó, hầu như các xe đi tới đây đều quẹo trái các bạn để chúng ta trở lại Sài Gòn đó. Có những anh cảnh sát giao thông điều phối đây chứ không phải là kẹt cứng luôn các bạn. Đó, đường về miền Tây nè. Hướng bên kia vẫn đang đổ về, người Sài Gòn vẫn đang đổ về từ các hướng, vẫn đang đổ miền Tây rất là nhiều. Kẹt xe nó đuôi dài dài luôn các bạn. Xe là nó luôn dài, hơi dài luôn. Mà đứng yên luôn, xe ô tô hầu như là đứng yên luôn, không di chuyển được. Ở đây là địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang các bạn. Kẹt xe khá là nghiêm trọng luôn rồi. Bây giờ xe máy cũng khó đi luôn rồi các bạn. Lúc nãy mình dự tính đi ra khoảng 3 tiếng, 3 tiếng 15 phút, nhưng mà với tình hình kẹt xe như thế này thì khả năng phải mình đi 4 tiếng mình mới về đến Sài Gòn. Cái đoạn này kẹt xe nặng lắm các bạn. Nặng chạy dài đâu khoảng đó, anh mình nghĩ là 4-5 cây á.
bây giờ là 5:12 rồi. Để coi thử coi mình đã thoát khỏi cái địa điểm kẹt xe này trong vòng bao nhiêu phút. Nãy 5:12 giờ là 5:35 rồi. À, cái xe rồi. Chúng ta tiếp tục di chuyển. Sắp hết địa phận trong thành rồi. Thành phố Hồ Chí Minh còn cách chúng ta 60 km nữa. Giờ bắt đầu xuống rồi các bạn. Ánh nắng mặt trời bắt đầu xuống rồi, đầu trời bắt đầu sập tối rồi. Thật là may mắn khi chúng ta thoát khỏi được cái chỗ kẹt xe lúc nãy. Đi đường á, mình không sợ đường dài hay gì đó, nhưng mà sợ kẹt xe đó mình. Đi đường gặp kẹt xe đó không mình, gấp đôi cũng mình chạy đâu. Vừa tại mình chạy đó, nó mát các bạn, có gió thổi đó, nó giải nhiệt bớt vô lại chúng ta. Còn kẹt xe vừa cái máy nó lên nóng, cơ thể không có gió, mọi người thì buông lông lại, nóng kinh khủng luôn. Rồi cái máy gặp cái xe này mình đó, gặp máy xe mình nó cứ bốc phơ lên kẹt thấy chân nóng rồi, nóng ăn hắt lắc là chịu nổi tóc luôn, thoát ra được khỏi chỗ kẹt xe đó mừng ghê. Ở đây thì cũng tương đối di chuyển được thoải mái các bạn, mặc dù mặt độ xe cũng đang khá là dày, nhưng chúng ta vẫn di chuyển được thoải mái, mình vẫn chạy được với tốc độ 50 km/h. Giờ mưa to rồi các bạn ơi, vừa thoát khỏi cái chỗ kẹt xe thì giờ mưa to, ráng chạy mà chạy nổi. Mình được tắp vô cây xanh, mặc áo mưa vô, tiếp tục đi tiếp. Mưa không có to, không có lớn hạt lắm, nhưng mà nó cứ dai dẳng. Và có lúc thì nó lớn lên, lúc thì nó lại dịu xuống. Mình vừa ghé vô mặc áo mưa rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hiện tại thì mình còn cách thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn khoảng 58 cây nữa bạn. Đây đến địa phận tỉnh Long An rồi, đến tuyến tránh nè. Mình sẽ rẽ trái vào đường tránh của đi qua thành phố Long An. Đi thẳng thì sẽ đi vào thành phố Long An luôn các bạn. Thành phố Tân An. Đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ rẽ trái. Con đường này hai con đường song song với nhau. Hầu hết thì những người về Sài Gòn họ sẽ rẽ trái, còn dân địa phương hoặc là ở gần gần thành phố, trong thành phố Tân An đó, thì họ sẽ đi thẳng. Vừa mặc áo mưa xong có vẻ hết mưa các bạn ơi. Đi trời mưa thì nó giăng dơ lắm. Là chờ phía trước cũng âm mưu nhiều lắm nữa, tiếp tục áo mưa. Thời tiết này thì có thể mưa bất cứ lúc nào. Tóc thì không thôi. Đi đường tắt các bạn, nên đây mới là quốc lộ 1A. Thì đây là ngã tư, cái mình quẹo trái quay trở lại quốc lộ 1A. Thì đến đây là gần như là địa phận thành phố Hồ Chí Minh rồi các bạn. Huyện Bình Chánh, địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ đó là 6:52 rồi. Thì gần như là chúng ta đã sắp hoàn thành hành trình về miền Tây của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển về nhà. Nhà mình thì ở khu vực quận 2. Chắc là mất khoảng 20 phút đến 25 phút nữa sẽ về tới nhà. Sẵn đây mình mời các bạn cùng ngắm nhìn đường phố thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn vào buổi đêm trông sẽ như thế nào nha. Rồi, mời các bạn.
đó, buổi tối lên đèn rất là lấp lánh, Sài Gòn hoa lệ. Đây chỉ là mới một rìa, đó là huyện Bình Chánh thôi. Khi mà đi sâu vào trong nội thành đó thì sẽ có rất là nhiều đèn màu, nhiều màu sắc của các tòa nhà cao. Nãy mình cũng lo ở khu vực huyện Bình Chánh này sẽ bị kẹt xe các bạn, nhưng mà có vẻ như là vẫn lưu thông được. Tại vì đây là cái ngõ vào, ngõ đầu vào của thành phố Hồ Chí Minh mà từ miền Tây lên mình lên đó. Xe tuy đông nhưng vẫn lưu thông được một cách dễ dàng. Mình sẽ rẽ vào đại lộ Đông Tây và đi về hướng hầm quận Tân Thủ Thiêm để qua bên thành phố Thủ Đức của chỗ mình. Thì thời gian khoảng đường đi là mình nghĩ là khoảng từ 20 đến 25 phút nữa sẽ về tới nơi. Đến tới Sài Gòn thì trời không có mưa các bạn. Giờ khá là mát mẻ và một buổi tối cuối tuần rất là tuyệt vời. Đó, quẹo trái là mình sẽ đi bệnh viện Di động thành phố. Đó là một bệnh viện mới mở cách đây 2 năm. Ở Sài Gòn có 3 bệnh viện Di động. Bệnh viện Di động 1, bệnh viện Di động 2 là những bệnh viện đã mở lâu rồi. Thì bệnh viện Di động thành phố Hồ Chí Minh mới mở cách đây 2 năm là một trong những bệnh viện Di động hiện đại bậc nhất của khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước Việt Nam mình. Mình đã từng một lần đến bệnh viện Di động thành phố rồi, rất đẹp các bạn. Nhìn không khác gì bệnh viện quốc tế cả. Rồi, ở đây mình sẽ rẽ phải để vào đại lộ Đông Tây. Đại lộ Đông Tây là một con đường khá là hiện đại cũng như là rất là sạch sẽ, cũng được vừa mới được xây dựng cách đây không lâu. Một buổi tối cuối tuần ở Sài Gòn rất là mát mẻ các bạn. Đó, đường Võ Văn Kiệt ngày xưa thì mọi người hay gọi là đại lộ Đông Tây các bạn, hiện giờ thì đổi tên lại là đường Võ Văn Kiệt. Giữa là con sông. Cái dòng sông này cũng thuộc cái nguồn nước từ sông Đồng Nai các bạn. Sông Đồng Nai là con sông cấp nước cho toàn bộ khu vực thành phố Hồ Chí Minh này cũng như những địa bàn lân cận. Thì cấp nguồn nước ngọt các bạn, nhà máy lọc nước sẽ lấy nước của sông Đồng Nai rồi lọc nước lại sau đó vào cái nguồn nước không tên. Đó thì cũng là từ cái nguồn nước này, cũng là từ nguồn nước của sông Đồng Nai chảy vào. Cảnh hai bên bờ sông đẹp hết các bạn, hai bên bên kia là địa phận của quận 8 các bạn. Chuẩn bị vào hầm Thủ Thiêm rồi các bạn, mời các bạn cùng ngắm nhìn quang cảnh thành phố Hồ Chí Minh nha. Phía trước các bạn đó là tòa nhà Vitexco.
đó, và những cái tàu ngoài xung quanh rất là nhiều đèn đẹp các bạn, đủ màu sắc hết. Thì phía trước chúng ta còn khoảng 300m nữa là chúng ta vào hầm Thủ Thiêm. Và hầm Thủ Thiêm cũng như chúng ta sẽ bước qua địa phận thành phố Thủ Đức các bạn. Thành phố Thủ Đức là nằm trong thành phố Hồ Chí Minh, thành phố trong thành phố. Rồi, chúng ta đã đến hầm Thủ Thiêm rồi các bạn. Vào địa phận hầm Thủ Thiêm thì tiếng gió hơi nhiều, cũng như là ánh sáng đôi khi cũng không được sáng lắm. Thì các bạn thông cảm về hình ảnh và âm thanh giúp mình nha. Trước là các bạn thấy chữ Imart á,
một trong những thương hiệu về ngành hàng bán lẻ hình thành tại Việt Nam. Phải là chúng ta sẽ vào khu vực Sala đó các bạn. Đó, còn phải là chúng ta vào khu vực Sala. Mình tiếp tục đi thẳng. 7 giờ 30 rồi các bạn. Mình vừa về đến cầu đảo Kim Cương. Thì chỉ còn cách nhà mình 1 đến 2 phút nữa thôi. Đứng tiền thể ở đây thì mình gửi lời chào đến tất cả các bạn cũng như kết thúc video tại đây, và cũng là lời chào tạm biệt kết thúc chuyến hành trình 4 ngày về miền Tây sông nước. Thì sắp tới mình sẽ cho ra nhiều video hấp dẫn hơn nữa để gửi đến các anh chị cũng như các bạn sẽ có nhiều giây phút thư giãn, thì mình sẽ làm nhiều video hơn nữa về thú vị hơn. Và bây giờ thì mình sẽ chào tạm biệt các bạn tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có được nhiều sức khỏe và đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký. Nếu bạn thích video này hãy comment phía dưới cho mình, và có thể nói cho mình biết những địa điểm sắp tới bạn muốn mình đi trải nghiệm, hãy comment bên dưới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn rất nhiều. Xin chào.